Bí thư quận ủy quận 3, Phạm Thành Kiên đã phản bác thông tin trên Facebook ông Đoàn Ngọc Hải gây hiểu nhầm có người mất liên quan dịch bệnh và địa phương không đưa đi cấp cứu. Mới đây, Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có đăng tải nội dung phản ánh đến lãnh đạo thành phố về trường hợp bà Ngô Trân Châu, 54 tuổi, là em ruột của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn vừa mất vào chiều nay, ngày 27 tháng 7, tại tư gia trước sự chứng kiến của ông Hải. Phản ánh cho rằng trước đó bà Châu bị sốt và khó thở và mặc dù gia đình kêu gào trong điện thoại từ lúc sáng nhưng các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa đi bệnh viện. Thông tin chia sẻ trên Facebook của ông Hải đã thu hút nhiều người quan tâm, ngộ nhận rằng người mất do dịch bệnh COVID-19 và địa phương không đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, gia đình bà Châu cho hay bà bị mệt từ sáng ngày 27 tháng 7, gia đình đã gọi đến trung tâm cấp cứu, nhiều bệnh viện, y tế phường và quận nhưng nơi thì không bắt máy. Có một số nơi hứa đến nhưng không đến. Đến trưa thì người nhà mới gọi nhờ ông Hải. Nhưng theo gia đình, vì người bệnh không có xét nghiệm âm tính COVID-19 nên không đưa đi bệnh viện cấp cứu được. Theo thông tin từ gia đình thì bà Châu bị viêm phổi cấp, âm tính với COVID-19. Phản hồi thông tin trên, ông Phạm Thành Kiên, bí thư quận ủy quận 3, cho hay bà Châu mất do viêm phổi, hoàn toàn không liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Kết quả xét nghiệm của bà Châu là âm tính với COVID-19. Vì vậy địa phương để cho gia đình lo hậu sự. Quan tại tư gia. Còn về việc cho rằng địa phương nhận được cuộc gọi kêu cứu từ gia đình mà không đến đưa đi bệnh viện cấp cứu thì ông Kiên cho hay qua kiểm tra thì gia đình có cuộc gọi đến phường vào lúc 15 giờ 36 phút và lực lượng y tế phường có mặt tại nhà người quá cố lúc 15 giờ 45 phút.